thì hôm nay em theo tiếp tục cái phần tư duy triệu phú tiếp tiếp theo các anh chị đây là bí mật của người giàu người giàu họ có những cái suy nghĩ mà nó khác người bình thường lắm các anh chị nó khác người thường lắm hôm trước em theo đã chia sẻ cho anh chị đến cái tư duy là người giàu họ luôn đứng trên vấn đề còn người chưa giàu họ đứng dưới vấn đề đó mà thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên một cái tư duy nữa đó chính là người giàu của các anh chị họ biết đón nhận còn người chưa giàu họ chưa biết đón nhận các anh chị. Ha? Những người giàu thì họ biết đón nhận. Nhưng mà người chưa giàu thì họ không biết đón nhận. Không biết là cái này anh chị đã được học chưa? Anh chị đã được nghe theo chia sẻ chưa? Anh chị đã được nghe theo chia sẻ chưa anh chị ơi? Anh chị được nghe chưa? Anh chị comment giúp em ha. Yes, thì cái việc đón nhận đó các anh chị người những cái người chưa giàu đó, họ chỉ được nhận học chỉ được dạy cho đi thôi nhưng mà họ không có được dạy đón nhận các anh chị ạ mà nhìn xem chị công nhận gì mà lúc nhỏ mình sinh ra đó cha mẹ mình dạy mình học cách cho đi mình nên là bây giờ bây giờ bao nhiêu số anh chị rằng là mình cho người ta cái gì đó thì mình thấy nó rất là là nhẹ nhàng nhưng mà mỗi lần mình nhận của người ta cái gì mình thấy hơi ngại ngại các anh chị ơi ngại ngại lắm Đúng không mà nầu một cái lời khen thôi nha nó nói là cái lời khen đâu mà còn ngại nữa kìa nó được người ta khen thôi mà cái mặt đỏ ứng lên rồi nó mới ngại lắm đó mà nhận cái gì đó là ngại nhận cái lời khen thôi là cũng bắt đầu ngại rồi đó, tại vì khi mà nó còn mình cho đi người ta thì sao à, mình cho đi người ta thì cũng cũng có thể là rất là dễ dàng thì mình phải học cái cách gì nha? cái đúng á tư duy đúng là mình phải học cái cách cho đi rộng lượng và đón nhận cực khôi các anh chị yes nên là chúng ta được dạy cho đi Nhưng mà chúng ta không được dạy đón nhận Ví dụ như một cái bạn nhỏ các anh chị Khi mà được 10 điểm và được người khác khen Thì ngay lập tức Thì cái bạn nhỏ này sẽ nói là gì không Con không có giỏi đâu Anh con mới giỏi cơ Bạn con giỏi hơn nữa Chứ con thì chưa có giỏi lắm Có mà Hồi xưa mình đã từng Giang mà Trời ơi chị vô đây chị học Mà chị ứng dụng như vậy là chị giỏi lắm rồi đó Mấy cái xong nó không, chị thấy chị cũng đủ giỏi đâu thấy mấy bạn ở trong trong lớp xong mà bạn nào cũng giỏi hết đó đúng không ta khen không có nhận ta khen là ví dụ như là mình vừa khen vậy là mình phải nói là gì ô vậy hả em cho vậy luôn hả vậy là chị chị giỏi hả cho vậy đã vậy đó mình phải như vậy chứ các anh chị được không ạ à? rồi nên là cái vấn đề ở đây là chúng ta không có biết đón nhận không đón nhận lời khen thì em hỏi các anh chị đi có cái lời khen thôi mình còn không biết đón nhận Thì em hỏi là tiền nè Tiền tài của cả cái vật chất á Ngày hôm nay các anh chị chưa có được những thứ mình muốn có Đơn giản là anh chị hãy nhìn lại đi Anh chị xem thử là anh chị có cái tâm thế đón nhận những thứ đó cực khâu chưa Thứ nhất là tiền Thứ hai là cơ hội của những người giàu Thứ ba là làm bạn với những người giàu Hoặc là những mối quan hệ giàu có Những mối quan hệ thành công Hoặc là những cái kiến thức Hoặc là những cái bài học đắt đỏ từ người giàu hoặc là những à, những cái món quà cho em hỏi là anh chị có đang đón nhận cực khô không có không ạ yes nên là rất là nhiều anh chị mà kia rất là dễ cho đi nhưng mà đón nhận thì sao rồi? chúng ta phải học cái cách đón nhận nên các anh chị khi anh chị được một cái người nào đó tặng quà hoặc là mời đi ăn á, thì anh chị hãy đón nhận đi ạ. Bao nhiêu anh chị có cái thói quen tặng quà cho người khác ạ? À? mình rất là thích tặng quà cho người khác thì mỗi lần mà anh chị tặng quà cho người ta đó thì có phải là chúng ta phải chuẩn bị nào là tiền để đi mua quà đúng không? Chúng ta phải suy nghĩ xem cái món quà đó là nó như thế nào. Chúng ta phải nghĩ xem là cái món quà đó là người ta có thích hay không. Cuối cùng mình chuẩn bị đã đời xong rồi, cái mình đem tới mình tặng. Cái người ta nói là, ôi tặng quà chi vậy? À, quà cáp làm cái gì đúng không? Tới đây chơi là được rồi, mua quà được chi? rồi, thì như thế nào chi vậy? đó thì khi mà người ta nói vậy thì mình có vui không các anh chị? Ơi? mình có vui mà mình sẽ không bị vui và cái năng lượng cái năng lượng nó không có được giải tỏa ra. Ở đây là khi mà người ta khen mình người ta cho mình một cái gì mà mình không nhận nó các anh chị thì cái năng lượng cho đi của họ nó bị nghẽn ở trong người không? nó không có tỏa ra bên ngoài được và vô tình là mình đang đang làm một cái điều gì đó nó không tốt như người khác anh là là hãy có một cái tinh thần đón nhận và em nhớ là 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 cha của em á có một cái tính đó chính là cha em rất là hay đón nhận cha em rất là thích đón nhận các anh chị đón nhận cái gì anh chị biết không đón nhận đồ ăn đó. hồi xưa kiểu như kiểu như nhà không có đồ ăn không có tiền không có tiền ăn thì cha của em là, là hay đón nhận ai chó gì ăn anh chó những đón nhận ăn hết trơn thế là sau này em thì cũng bị nhiễm cái tính là rất là đón nhận luôn là em em bị bị cái tính và bị một cái thói quen đó là em có một cái tinh thần rất là đón nhận một cái cơ hội mới một cái gì đó mới mà nó tốt cho mình là em sẵn sàng đón nhận cho anh chị và ai đó tặng cho mình một cái món quà hay ai cho mình cái gì là trước tiên là em nhận cái đó. đó trước tiên là mình phải nhận trước các anh chị đó. và mình hãy xem xét thử cái món quà đó mình nên sử dụng sao cho nó hợp lý nếu như nó không phù hợp với mình thì mình có thể cho người khác hoặc là mình có thể trao lại cho người khác nó ý nghĩa hơn hoặc là mình có thể rằng là dạ, nếu nó không phù hợp với mình nhưng mà mình vẫn rất là vui vẻ để mà mình làm kỷ niệm hay là như thế nào đó thế thì nhưng mà cái vấn đề là đón nhận về những cái 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 lời mời đó và em thấy rất là là tinh thần đón nhận những cái lời mời những cái lời mời và và em theo đó là lý do mà tại sao em theo gặp được câu lạc bộ trầm đó hoa vàng tại vì có một cái 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 lúc là bởi vì mình đón nhận nên là có một cái người họ đã họ đã mời mình làm cái này, mời mình tham gia cái chương trình này và mình tham gia sau đó mình mới quan sát và mình mới thấy rằng là mình mới mới, mới gặp được cái chương trình trong đã hóa vàng các anh chị. Đó, nên là chúng ta phải có một cái tinh thần đón nhận các chị, đón nhận, nhận cừ khôi và uh, anh chị Nhung ạ. Đặc biệt là những cái cái gì mà nó đến từ những người giàu á thì chúng ta hãy tranh thủ các anh chị được không ạ tại vì cơ hội những người giàu họ nắm trong tay những cái cơ hội làm giàu họ nắm trong tay những cái bí kíp làm giàu họ nắm trong tay những cái kiến thức làm giàu thành ra là chúng họ nắm trong tay những cái bài học giàu có họ nắm trong tay những cái kinh nghiệm giàu có mà bây giờ chúng ta là cái người rất muốn giàu có về tài chính thì chúng ta phải có một cái tinh thần đó chính là đón nhận từ những cái gì của những người giàu các anh chị ạ thì cái chỗ này anh chị hay bị 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 lỗi nè đó chính là anh chị nói rằng là mình có tư duy đón nhận hay là cái gì anh chị cũng đón nhận luôn những cái thứ mà nó không giúp mình giàu có anh chị cũng đón nhận luôn những cái gì mà nó không giúp cho mình thành công mình cũng đón nhận nó ai rủ mình ví dụ rủ mình đi chơi hả rủ mình đi đám đi tiệc nhưng mà mình đang trong cái lớp huấn luyện mình đang cần phải học cuối cùng mình cũng đi luôn thì mình phải biết từ chối anh chị mình phải biết phải là mình phải đón nhận cái gì mà nó phải giúp cho mình đạt được cái sự thành công một cái anh chị nhưng mà đón nhận cười khôi nhưng mà mình cũng phải có một cái sự chọn lọc cho mình để mà tại vì anh chị không có nhiều thời gian nên chị đón nhận hết tất cả anh chị hiểu vấn đề em nói mà và cái bài và một cái cái bài bài học mà em theo nhận ra trong cái việc tư duy đón nhận đó, là hãy đón nhận những cái gì mà đến từ người giàu các okay, anh chị những người thành công được không ạ thì chúng ta và những cái gì mà nó hỗ trợ cho mình thành công và giàu có thì chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận. Và những điều tuyệt vời sẵn sàng đón nhận những cái điều tuyệt vời. Và chúng ta hạn chế nói nào các anh chị. Chúng ta chỉ có nên say yes và đồng ý thôi. Được không ạ? Hãy say yes và đồng ý chúng ta hạn chế đừng có nói cái từ không. Bởi vì chúng ta bị được luyện các anh chị. Anh chị đã được luyện nói từ không từ nhỏ nhà rồi. Thành ra là khi mà một cái người nào đó chia sẻ cho anh chị một cái cơ hội nào đó hoặc là nói cho anh chị một cái bài học nào đó là bên trong não của chúng ta được cài đặt là nó không rồi dạ, ví sí dụ như mình mình thử ví dụ thôi bây giờ đơn giản anh chị muốn biết cái cái bản năng của các anh chị là không hay là có thì anh chị ví dụ ha anh chị đi vô trong một cái cửa hàng và mình chỉ muốn vô trong đó mình xem thôi mình xem hàng hóa điện thoại rồi trong đó nó trưng bày mấy cái đó thôi nhưng mà có một người tới hỏi các anh chị rằng là à, chị muốn cái gì đem hỗ trợ thì ngay đầu tiên là anh chị sẽ nói không anh chị công nhận như em không thì nếu như anh chị nói không lúc đó có nghĩa là anh chị đang có cái bản năng là từ chối anh chị đang có cái bản năng là chưa đón nhận được thôi còn nếu như lúc đó anh chị nói rằng là ừ um, chị chỉ muốn vô đây chị xem thôi chị chỉ quan sát thử chị xem mọi thứ nó ok như thế nào với chị tìm chị chỉ là muốn xem mọi thứ thôi ok thì thì hoặc là em có cái mẫu nào mới hơn cho chị xem với ờ ừ, vậy đó là coi như mọi người đã có cái tinh thần đón nhận anh chị đúng dung không đó nên là để mà biết được cái bản năng của mình nó như thế nào thì mình cần phải quan sát quan sát là trong trước mọi tình huống trước mọi cái tình huống thì mình sẽ hay nói không hay là mình nói có mình say yes hay là mình say no để mình xem thì cái bản năng của mình nó đang có tinh thần đón nhận không anh chị em dùng không yes ok ví dụ như có một số một số anh chị đây ví dụ học em thường hay có những cái bài thử thách em nói là chị làm cái bài này cho em nha cái là chị sẽ chăn chừ mình chần chừ mình không chịu làm theo tại vì anh chị đang học ở đây là em đang chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp để giúp anh chị học giỏi mà nhưng mà anh chị chần chừ anh chị không làm theo có nghĩa là mình không đón nhận anh chị nhờ mà mình không có đón nhận cái thứ giúp cho mình giàu hơn không đón nhận cái giúp giúp cho mình thành công hơn mình chưa có tinh thần đó mình chưa có thói quen đó mình chưa có thói quen đó các anh chị và cái cách để mà em theo biết đó chính là hoặc là những anh chị nào mà em hay mời anh chị ăn mừng thành công đó, là cái cơ hội anh chị biết không ạ tại vì cái việc mà lấy ăn mừng thành công là cái nơi mà có thể giúp cho mình được đứng trước hàng trăm người đứng trước hàng nghìn người đó là cái cơ hội mình được đứng trước một nghìn con người trên một cái dung và là tất cả là là các triệu phú thì có phải rằng là mình có cái cơ hội đó có phải là ngon không, các anh chị cho em hỏi này anh chị sinh ra trên đời được bao nhiêu người biết tới anh chị vậy mà em cho anh chị rất là nhiều cái một số anh chị em gọi điện luôn em nói là hôm nay em mời chị lên mừng thành công thế chị nói học chị chưa chuẩn bị chị uh, chưa có chuẩn bị gì hết gấp quá để hôm sau làm gì có cơ hội hôm sau các anh chị được không ạ à? có cơ hội hôm sau không ạ à? không đâu ạ à. tại vì ngày hôm đó không đón nhận là ngày hôm sau em nghĩ luôn không? tại vì sao tại vì em đâu em sợ hôm sau mình nghĩ luôn mình không dám kêu nữa là bởi mình sợ mình sợ rằng là bây giờ nó gấp quá rồi mình kêu cái người đó rồi rồi chị đó không đón nhận nữa thì sao chị đó từ cháu em chị, chị, chị đó từ chối nữa sao em rất sợ bị người khác từ chối người giàu họ rất là sợ khi mà chia sẻ cái gì đó bị người khác từ chối là sao các anh chị tại vì họ họ không có muốn làm người khác không bị không được thoải mái nên là nhiều khi em muốn gọi điện thôi em nói ủa lại mình gọi cái người ta từ chối nữa sao thôi mình đi kiếm người khác mình mình trao gọi người khác anh chị nhưng mà nhưng mà cái ngày hôm đó em có cái gì em gọi ok 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 thế qua hôm sau ok qua ngày hôm sau trong những cái trường hợp cấp bách trong những cái thứ mà mình đang muốn trao một cái cơ hội gì đó cho ai thì theo các anh chị em sẽ nghĩ tới ai có nghĩa là em sẽ nghĩ tới ai đầu tiên cái người mà ok ok liền hay là cái người mà thôi thôi thôi, thôi. anh chị hình dung đó thì vũ trụ nó cũng y chang em đó mình sống sao là vũ trụ người ta cảm nhận như vậy đúng không ạ à? à, người khác cảm nhận như thế nào thì vũ trụ sẽ cảm nhận như thế vũ trụ rất là khoái với những cái người mà cái gì cũng ok ok em mình sẽ xử lý cái nhiệm vụ đó mình sẽ xử lý mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó tại vì sau khi anh chị giải quyết một vấn đề là anh chị xứng đáng có một cái khoản lợi nhuận do vũ trụ ban cho dạ xin về nhau mà đó, vì vậy bao nhiêu xin chị hiểu cái 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 đón nhận ạ và hãy đón nhận những cơ hội từ những người giàu anh chị những bài học từ những người giàu có những bài học những cơ hội và đặc biệt là những cái kiến thức những cái cơ hội chỉ có những người giàu họ mới có cái đó cho các anh chị thôi. Tại vì những người chưa giàu họ có biết đâu? Những người chưa giàu chưa thành công họ không có biết họ, họ họ đâu có giúp được cuộc đời của họ giàu có đâu mà họ biết họ đâu có trong người họ đâu có cái cơ hội nào đâu trong cuộc sống của họ đâu có cái kiến thức gì để giúp cho họ giàu có đâu ạ? À. Tại vì nếu như có thì nó đã ra ngoài rồi nếu như có thì nó đã tạo ra bên ngoài rồi anh chị công nhận không? Vì vậy nên là chỗ này chúng ta hãy lưu ý có một số anh chị bị người khác nhắn tin nói rằng là gì nè chị ơi, chị em đang có một cái gọi là nếu như mà chị sẵn sàng chị, à, à, có một cái cơ hội đó chính là cơ hội vay tiền rất là dễ. Cơ hội vay tiền dễ lắm, chị chỉ cần là đưa cái giấy tờ của chị cho em thôi là, là chị vay được tiền dễ dàng. Đó, cái xong cái mấy chị ừ có khi đây là cơ hội giúp mình. Cơ hội giúp mình, cơ hội giúp mình đó, bắt đầu đưa giấy tờ cho ta. Cái xong nói rằng là hả? vay um, tiền dễ lắm chị, chị chỉ cần bỏ vô vài triệu thôi là, là em xúc hợp đồng với chị rồi đó. cái xong cái nghĩ uh, hay là mình học sức mạnh tìm thức uh, đây là cơ hội đây là cơ hội mình phải đón nhận đón nhận có biết cái người đó là ai không cái người đó có từ gì giàu có cái gì cuộc sống vô có thành công không có biết cái người đó có biết cái người đó là ai không mà anh chị sẵn sàng đúng không mình sẵn sàng mình trao gửi tiền cho họ mình sẵn sàng mình chuyển tiền cho họ mình sẵn sàng mà một cái, cái cái, vấn đề nó hết sức là như vậy luôn mà chúng ta vẫn có thể làm anh chị nhiều rất nhiều anh chị luôn cho vô nhiều anh chị trong học học trong câu lạc bộ học trong con học luôn trong câu lạc bộ luôn và nói luôn đó là cơ hội và đón nhận như vậy đó anh chị anh chị anh vô đó là cái cái trả giá cho cái việc mình học có kiến thức mình phải có cái sự hiểu biết để mình biết đón nhận từ khôi là những nên đón nhận những cái điều từ tuyệt vời từ những người thân yêu của mình từ những người từ những người tâm sáng từ những người bạn bè của mình từ những người xung quanh của mình từ những người giúp cho mình có cơ hội giàu có những người đã thành công và giàu có là tốt nhất và nếu như anh chị muốn trở nên thành công và giàu có thì nên đón nhận cơ hội từ những người giàu nên đón nhận những cái bài học của những người giàu có được không anh chị ấy. và đặc biệt là tiền đặc biệt là đón nhận những khoản tiền các anh chị tiền thì anh chị hãy nhớ rằng là dù tiền ít hay tiền nhỏ ha thì dù thứ nhất là đón nhận về tiền dù tiền nhiều hay tiền ít thì chúng ta phải đối xử nó đều là tiền chúng ta phải có cái tinh thần đón nhận tiền các anh chị và tiền các anh chị ạ cái cách anh chị đối xử với đồng tiền nhỏ nó cũng là cách anh chị đối xử với đồng tiền lớn anh chị có biết không ạ những người giàu họ coi trọng đến từng đồng từng cắt của họ nếu như mà có một số anh chị nha khi mà khi mà em nhớ có một đợt là anh chị cần phải có một cái anh chị là học viên thôi thì anh chị mình mình phải hiểu rằng là khi mà mình chiến tiền cho người ta em nhớ có một cái đợt đó chính là đi 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 đi, đi du lịch cùng với con lạc bộ đúng không cùng với anh chị thành công bây giàu có thì em theo mới gọi là em theo mượn tiền đô á để mà em theo mua đồ nước ngoài á thì sau sau khi mà quay trở về nhà thì em mới trả cái đổi cái tiền đô qua tiền việt thì nó bị lẻ một số tiền thì cái chị chị đó chị có cái người thầy của em theo cái người bảo trợ của em theo á chị đó mới nói rằng là um, chị đó mới tính ra chị ai chia ra thì chị chỉ tính tới cái đồng tiền nhỏ nhất luôn có nghĩa là chị ấy tính là à, 5 triệu bốn trăm hai mươi sáu trăm đồng ok không ạ thì em mới đặt câu hỏi rằng là sao mấy cái nhỏ 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 này chị cũng tính luôn đó, đúng không ạ nếu như người mà không có cái hiểu biết về tiền đó anh chị sẽ nói rằng là ơi ừ, cái người này sao mà chi tiết quá người này sao mà cà, cà, gọi là keo kiệt quá đúng không cái gì chi ly quá đúng không từng đồng từng cắt cũng tính luôn. đúng không nếu như mà mình không có cái suy nghĩ của những người giàu thì mình sẽ nói như thế đúng không ạ nhưng mà không đó các anh chị thì em theo thắc mắc thôi nhưng mà em theo không có hỏi thì em theo biết là người giàu họ luôn có cái họ luôn làm một cái gì đó đúng anh chị hả họ luôn làm một cái gì đó đúng với tiền đúng với cái đấu nhân xử thế này họ mới giàu thôi nên là em không có thắc mắc cũng không có trách cái vấn đề là mình chỉ mình học theo anh chị nhưng mà em không thắc mắc nhưng em học theo à nếu như sau này em có tính tiền với ai thì em sẽ tính luôn cái từng cái đồng nhỏ đó đó và em học theo như vậy luôn em cũng không biết em cũng em nghĩ rằng là đó là cách quản lý tiền của họ và em học theo luôn thì sau kể thì đó là đi là em bắt đợi em tính tiền với bất kỳ người nào em cũng sẽ hạ, uh, 567 230 đồng đó và 624 đồng <laughs> anh chị cho không ạ đó thì sau này cái có cái cơ hội em gặp được cái người chị đó thì chị đó mới nói rằng là cái gì cho thì sẽ ra cho Mà cái gì tiền bạc đó, Cái gì rõ ràng là phải rõ ràng Nếu em muốn cho người khác cái gì đó, Thì em cái gì cho là em nói em nói cái cho Còn cái gì mà người ta nợ Người ta phải trả thì người ta phải trả đúng với số tiền đó cho em Hoặc là em trả cho ai tiền Em phải trả đúng cái số tiền đó cho người ta Còn cái gì cho thì mình cho cái khác Đó Thì thì em đã đón nhận một cái bài học đó đúng không mình mình học rất là thụ động như vậy đó các anh chị mình không có phải đợi người ta dạy đâu ạ à mà qua cái cách người ta nói chuyện với mình á là em đã học được bài học rồi qua cái cách mà người ta đối xử với mình á là mình học luôn tại vì cái cách đó cái thái độ đó nó giúp cho họ giàu các anh chị ạ à. thì mắc gì mà nó học luôn các anh chị ở đây là em đã học luôn cái cách vận lý tiền đó cho mấy mãi sau này chị đó mới nói cho em biết nhưng mà em đã ứng dụng trước đó rồi em đã ứng dụng một cách siêu sao luôn rồi và kể từ đó cho về đi là bất kỳ một cái đồng tiền nào rất là rõ ràng tiền cho gia đình của em cũng vậy chị hai trong gia đình của em bất kỳ những cái người thân của em cũng vậy cái gì cho là em ra cho mà cái gì mà đã mượn là phải trả cái gì mà đã uh, phải trả là cần phải trả đúng không có được hơn không có được thiếu một đồng một cắt luôn nên là nói về cái việc tiền suy nghĩ về tiền của những người giàu họ có những cái suy nghĩ mà anh chị không nghĩ ra được và chúng ta vô tình chúng ta trách họ nghe anh chị nên là đừng có trách người giàu nghe anh chị nếu mà anh chị trách người giàu là anh chị không có giàu có được đâu ạ. Và bao nhiêu sao anh chị hiểu được ạ? À? Thì nó có một cái bài học đón nhận về bài học quân lấy tiền cho các chị nên là chúng ta phải đón nhận từng cái đồng tiền của mình và chúng ta không thể nói rằng là ơi cái tiền đó nó nhỏ nên chúng ta bỏ qua à, chúng ta bỏ qua thì vũ trụ sẽ ghi nhận là gì ạ à? bạn không coi trọng đồng tiền vậy đơn giản là thôi ạ à. vũ trụ không có biết tiềm thức anh chị nó không có biết nó chỉ biết rằng là anh chị không coi trọng đồng tiền và nó làm cho tiền anh chị vơi hết thì nó, nó theo cái thói quen đó anh chị ạ à. nó theo cái thói quen và nó làm cho tiền bạc các anh chị vơi hết luôn đó cho đến khi mà nó vơi một nó vơi nhiều nhiều rồi đó lúc đó anh chị mới thấy được là đúng anh chị mới thấy đúng nên là chúng ta phải kiểm kê từng cái đồng tiền của mình không phải là mình thấy cái món đó nó có sáu nghìn nó có năm nghìn cái bắt đầu mình mua vô tội vạ các anh chị mà mình phải đặt cái câu hỏi là mua cái đó về nó có ít cho mình hay không à, chứ không phải là khi mà mình kiếm ra dòng tiền rồi cái mình thấy rằng là ô cái này ít quyền tiền quá mình xài quỷ đi thì từ từ đó là tiền anh chị nó vơi hết à bởi vì sao anh chị hiểu hiểu điểm đó hả nên là từng cái đồng tiền nhỏ Cái cách anh chị quản lý đồng tiền nhỏ Nó sẽ là cách anh chị quản lý đồng tiền lớn đó, Nên là bao nhiêu số anh chị ở đây Mình học cái Đón nhận Chính là mình mình đón nhận Vì tiền đó Nó quan trọng lắm nha anh chị Thứ nhất là tiền Nếu như anh chị đi ra đường á Anh chị thấy những cái đồng tiền nhỏ anh chị có lận không đó, Hay là anh chị nói là Tiền nó ít quá Nên là anh chị bỏ qua Yes, và anh chị hãy học cái cách nếu như anh chị nhìn thấy tiền ở đâu đó anh chị hãy hãy nói là gì ạ à? cảm ơn vũ trụ đã cho tôi nhìn thấy cái số tiền này và nó là cái phần quà của vũ trụ gửi cho các anh chị đó và hãy đón nhận nó và đăng nêu đó đi các anh chị hả và bất kỳ cái đồng tiền nào mình chi ra nè anh chị vẫn rồi đồng tiền nào mình chi ra thì anh chị có đặt câu hỏi là mình cảm ơn không mình xin cảm ơn cái số tiền mình đang có hoặc là người ta thối tiền lại cho các anh chị thì anh chị có đón nhận cái cái số tiền nhỏ hay không khi mà người ta thối cái tiền nhỏ cho mình rồi các okay, anh chị ơi đây, vậy nên là chúng ta hãy có một cái tinh thế là ai cho mình tiền ít nhiều thì mình cũng đón nhận hết rồi cái thứ hai nữa nè thành công nói về cái thành công cái đây anh chị hay hay bị mắc phải nha thành công về tiền có nghĩa là tiền các anh chị về nhiều á thành công các anh chị tiền các anh chị về nhiều á anh chị khoái anh chị vui mà dễ ít đó là anh chị nói ừ, có thành công gì hết có thành công hết dạo này chị có thành công gì rồi kể em nghe ờ ừ, chị học chị thấy chả thấy có thành công gì ở đây mời học thấy chất chất như không vậy đó ờ ừ. thì cái thái độ đó là mãi mãi không có giàu có được nha <laughs> mà mình phải đếm cái anh chị mỗi ngày á em tin rằng là anh chị vô anh chị học câu lạc bộ không có ngày nào mà anh chị không có đồng tiền về đâu mà nếu mà anh chị không có tập trung về tiền anh chị tập trung về tiền là ngày nào anh chị cũng có ít nhất là cũng sẽ có cái đồng tiền nó ra nó vô được không ạ thì có tiền là mình bắt đầu mình kiểm kê mình mình tính cái số tiền của mình mình đón nhận ví dụ như hôm nay mình đón nhận 50 triệu vậy à, hết thật là 10 triệu hoặc là hai triệu từ ai đó chuyển vô cái tài khoản của mình thì mình kiểm kê lại các anh chị mình ghi ra được không? mà mình đừng có lo đừng đừng có lo đi với những cái khoản tiền nhỏ của mình mình lo đi những cái khoản tiền nhỏ là mình lo đi những cái khoản tiền lớn đó được không các anh chị ơi bao nhiêu anh chị đã biết đón nhận về tiền ạ à? thứ hai nữa là gì ạ à? những cái cơ hội giúp mình làm giàu những cái cơ hội từ những người giàu các anh chị và anh chị nhớ là người giàu á, là họ luôn có trong tay những bí kíp làm giàu người giàu họ có trong tay bí kíp làm giàu các anh chị nhé thành ra là chúng ta phải sao ạ à? chúng ta phải đón nhận gặp họ là mình phải tranh thủ mình học mình học để họ chia sẻ bí kíp với anh chị yes họ có cái chương trình gì đó là mình tìm mọi cách để mình tham gia đầu tiên là mình đón nhận là cỡ nào mình cũng phải tham gia sau đó mình tìm cách để được tham gia như họ tại vì bí kíp của họ nằm trong đó họ đâu có dễ gì họ chia sẻ cho các anh chị đâu chúng ta phải tìm cách để chúng ta được họ mở miệng ra nói cho mình biết phải chỉ cho mình thì chúng ta phải tìm cách để làm điều đó anh chị nhưng mà trước mắt là chúng ta phải đón nhận thôi đã cái thứ hai đó là gì các anh chị ơi đó chính là những cái tư duy những cái bài học chúng ta phải đón nhận ví dụ như người ta cho mình một cái bài học nào đó mình phải thay đổi liền đón nhận để mà mình thay đổi liền để mình có được cái thành công giống họ chứ không phải là mình uh, trì trì hoãn và mình thắc mắc em nói là anh chị nào ở đây mà thắc mắc nhiều là không có thành công nhanh được đâu nha thế đó là bài học của người ta đúng không ạ mà mình cứ ngồi mình thắc mắc mình đặt câu hỏi tại sao tại sao tại sao tại sao làm cái đó tại sao lại làm như vậy thì thay vì mình ngồi mình thắc mắc là mình áp dụng là mình ra kết quả rồi mình ra kết quả là tự nhiên là mình sẽ hiểu thôi ví dụ đó ví dụ như là trong câu lạc bộ chỉ cho anh chị rất là nhiều bí kíp anh chị chỉ cần làm theo là anh chị có kết quả luôn được không ạ đó là người ta gọi là tinh thần đón nhận đó. Rồi bao nhiêu số anh chị đã biết là mình cần phải đón nhận cái gì rồi chưa? Hoặc là những lời khen, những lời chúc phúc, hoặc là những món quà. Được không các anh chị ơi? Và còn mấy cái gọi mà những cái thứ mà nó không giúp cho mình giàu có và thành công thì chúng ta phải biết từ chối nha. Từ chối nha, từ chối cũng phải học đó các anh chị. Thứ cách từ chối, mình phải từ chối khéo. Nhưng mà mình phải biết được cái nào mình cần đón nhận cái nào không. Nhưng mà cái nào mình cũng ôm hết cho người các anh chị nhé. Được không ạ? Rồi, đó là cái tư duy mà em theo đã học và ứng dụng. Ờ, đó là cái bí mật của những người giàu các anh chị. Anh chị chỉ cần làm xuất sắc thôi, luyện thôi ha. Chính là người giàu thì họ biết đón nhận, và những người chưa giàu thì họ không biết đón nhận. Người giàu họ biết đón nhận nên là những điều tuyệt vời nó luôn đến với họ các anh chị. Bao nhiêu dân chị muốn những điều tuyệt vời đấy với anh chị ạ? Uh -huh. Ok. Và theo tiếp tục cho anh chị một cái tư duy nữa ha. những người chưa giàu quá anh chị thì họ du di với những người tiêu cực và thất bại còn những người giàu ấy, thì họ kết giao với những người tích cực và thành công anh chị ha người giàu ấy, thì họ giao du với những người tiêu cực và thất bại còn những người giàu thì họ kết giao với những người tích cực và thành công yes và có để trước khi mà em chia sẻ cái điều này thì em sẽ chia sẻ chị một cái ý ở trên ngày trước đó chính là gì ạ dạ. người giàu thì họ rất là ngưỡng mộ những người thành công và giàu có còn những người chưa giàu thì họ ganh ghét và đố kỵ với những người thành công và giàu có anh chị đã biết cái điều này chưa những người chưa thành công họ hay bực tức với người khác anh chị và họ sẽ lựa chọn những cái hành động là nói xấu người khác thì tại sao lại có cái người Tại sao những cái người chưa giàu họ lại không thích những người giàu Các anh chị biết không ạ Đó chính là họ có những cái câu chuyện cổ tích Như em trước em chia sẻ các anh chị đúng không Là họ bị ám từ những cái câu chuyện cổ tích Những câu chuyện dân gian Nó đã Nó đã ám thị cho họ rằng là Người giàu là người không tốt các anh chị Đặc biệt là những câu chuyện tấm cám Hoặc là những câu chuyện như là Sò dừa Thì khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta không có biết gì hết nhưng mà chúng ta được nghe những câu chuyện tấm cám nó ám thị chúng ta. Tấm cám là những người nạn nhân. Và nhân vật chính luôn là những người nạn nhân. Và cô tắm để đạt được cái điều mà cô ấy muốn đó chính là cô ấy khóc. Khóc là giải quyết hay mọi chuyện. Ờ. Bây giờ tôi không biết cái chuyện gì là cứ cứ khóc đi cứ ăn vạ đi là được. Cứ ăn vạ là coi như mọi chuyện được giải quyết. Mà nhiều số anh chị ở đây vô dùm không được cái ngậu khóc. Có không? ở vô vô không được cái khóc la làng ông sùm hết tại sao tại sao tại sao tại sao chị làm cái gì mà em không cho chị vô vô chị có làm cái gì đâu mà em không cho chị vô cho ai làm gì cũng làm vô không được chứ ai làm gì đúng không không biết cách vô mình hỏi bây giờ là ủa sao chị vô không được chị cho chị giới ở chị được đi mà lại đi khóc cái vô vô mà không được cũng khóc mưa 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 mư, khủng khiếp chứ tại vì sao rồi? tại vì mình đã bị ám cái 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 hồi xưa đó của tắm á để mà cô tắm đạt được cái điều cái muốn là cô ấy khóc vậy thôi cái bây giờ mình đụng vào đầu mình không đó ví dụ như là à, hoặc là chồng nói động cái gì xíu cũng khóc khóc tại sao anh không có yêu em không mà anh không yêu em là bởi vì sao là bởi vì em không có chịu chăm sóc cho, sống cho bản thân không có chịu là gì à? À, phát triển cái bản thân của mình nói những cái lời nó không có hay mình chưa thương lắm thôi thì bây giờ mình làm cho người ta thương mình chứ mình ngồi mình khóc có được gì đâu các anh chị mình khóc rồi mình đi kể lễ mình than quá mình lâm la ra Đi, 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 kể lễ than vãn và la và lu lên thì chồng cũng không yêu mình hơn hoặc là vợ cũng không yêu mình hơn các anh chị ha được không ạ bỏ khóc đi nha bao nhiêu số anh chị đây mà mình khóc năm mười năm qua rồi cứ gặp cái chuyện gì không vui là khóc có không ạ gặp chuyện gì không tốt là mình ngồi, mình ngồi mình khóc đó thì bây giờ cuộc sống anh chị nó có tốt hơn không ạ khóc bao nhiêu năm rồi bục xuất hiện có bục nào mà hiện ra nói tại sao con khóc rồi sao rồi sao mà con khóc ủa vậy hả rồi chồng không thương coi sao là không có một cái gia đình hay sao hạnh phúc hay sao mẹ lớn tiếng với con hả là con khóc hả ô trời thương quá thương quá thương quá thương quá vậy, trời ơi thôi tự lo đi nha thôi bục đi đây <laughs> không có cái ông bục nào xuất hiện là rồi cuối cùng sao mình cũng phải tự lo à mình cũng phải tự giải quyết mấy cái vấn đề đó anh chị công nhận không có khi cái, cái ai mà đứng ra giải quyết cho mình không ạ à? có ai làm cái gì đó cho mình không ạ à? không tại sao con khóc dạ con sinh ra nhưng mà con không đẹp con có body không có đẹp tại sao con khóc con không có đẹp không đẹp tự làm cho đẹp đi con rồi <laughs> nha không đẹp thì sao vô câu lạc bộ học cách ăn uống đúng đủ điều vận động hợp lý hai năm sau đẹp mê hồn mười năm sau đẹp như hoa hậu được không các anh chị Ờ cái gì nó mới có thời gian nha Muốn đẹp như hoa hậu hoa tiên thì sao ạ à? ờ, Mình rèn, mình rèn luyện, đi Năm mười năm sau mình đẹp như hoa hậu ừ. Chứ không phải tự nhiên cái đẹp Nhắc các anh chị nhé. Được không ạ anh chị có muốn có một cái gương à, mặt hoa da phấn, body à, cơ, body cân đối đúng không hả? cơ bắp cơ bắp cuồn cuộn và dạ. khỏe mạnh đi bộ hàng trăm cây số hàng nghìn cây số không ạ đó như câu lạc bộ các anh chị câu lạc bộ huấn luyện cho anh chị điều đó chương trình huấn luyện chuyên sâu không ngồi khóc nha không có khóc không có chờ cái chiều khóc này nhà có một số anh chị vô chương trình chuyên sâu đặt mục tiêu cái không đạt được ngồi khóc cái Ủa sao chị khóc? Chị đặt mục tiêu mà nó không có đạt được cái gì ơi Dữ không có thương chị. em hỏi là thời gian qua đặt mục tiêu rồi chị làm gì? Thì chị đặt mục tiêu ra thì em nói là chị ghi mấy cái điều chị muốn là chị ghi xuống mà chị thấy nó không có đạt được rồi chị làm cái gì để chị đạt được chưa? chưa chỉ không làm hết chị vô dung gì học rồi học học vậy thôi à chỉ không làm gì hết thì sao đạt được <laughs> nha không có khóc mà là gì tìm cách giải quyết vấn đề tìm tập trung vào cái điều mình muốn xong rồi mình học cái cách để mà tạo ra được cái điều mình muốn là xong được mà mình chưa biết cách thì sao rồi? mình học cho có có cách rồi thì sao rồi? thì mình luyện nó ra thôi bữa nay chưa được thì ngày mai nó được được không anh chị bao nhiêu sao anh chị hiểu vấn đề à? không có khóc không có than không có kể lễ nha các anh chị ơi được không ạ à? bao nhiêu số anh chị ngồi ở đây là mình chắc nụ với em luôn là kể giây phút này cho đi là không có biết ước nữa à. không có biết uh, không có gọi là hở một xíu là cái là than hở một xíu là kể kể với than là cũng là khóc đó, anh chị nhớ không mình kể mình than là cũng cũng giống y như khóc luôn rồi mà mình mình khóc bằng cái việc là nước mắt chảy ngược thôi nó không chảy ra mà chỉ ngược vô thôi Chắc nụi luôn không ạ? À? Anh chị có chắc nội luôn không ạ? À? Chắc nội với em luôn không ạ? À? Yes. Rồi, ok ha. Rồi, cái này là chúng ta bác qua ha. Là anh chị biết sao mà anh chị hãy, có nghĩa là mình bị cái niềm tin kia nó gắn vô trong người mình nhiều quá. Bây giờ mình gỡ nó ra thôi. Mình đổi cái niềm tin khác thôi chứ không có gì hết. Mình đổi lại cái niềm tin đó chính là gì ạ? Khi gặp những chuyện không hay, những chuyện chưa tốt, thì mình làm cho nó tốt hơn. Vậy đó. Mình, mình là người làm cho nó tốt hơn. Thì bây giờ mình đổi lại cái niềm tin là gì ạ? hồi xưa là mình gặp cái chuyện chưa hay là phải ngồi xuống khóc cái đã để cho buộc hiện ra à yes đó là cái chuyện hồi xưa nha còn còn bây giờ á, khi mà mình gặp những chuyện chưa hay chưa tốt thì sao ạ à? mình ra quyết định mình ra quyết định là mọi chuyện nó sẽ được như ý mình nó sẽ được gì ạ à? nó sẽ được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng đó thì bây giờ là gì cái việc mà mình ra quyết định thời khắc bạn ra quyết định là sứ mệnh được hình thành thời khắc bạn ra quyết định là mọi việc bắt đầu được giải quyết đúng không ạ à? còn cái thời xưa là gì ạ à? thời khắc bạn ngồi khóc thì cái cái chị cái thời trong trong cổ tích á thời trong cổ tích á trong những câu chuyện cổ tích á thì thời khắc mà bạn khóc là mọi chuyện sẽ được giải quyết em đẹp anh chị giống ốc là ông buộc xuất hiện nhưng mà đó là những câu chuyện trong phim thôi nha anh chị nhá. bớt coi phim lại nha bớt coi những cái phim mà nó gọi là nó không có thực tế nó gọi là nó nó, nó gọi là phim để mà người ta câu like câu view mà cỡ như phim nó phải như thế thì anh chị mới coi chứ đúng không ạ chứ phim mà nó thực tế quá là đâu có coi đâu và anh chị có biết không hồi xưa em theo đi thi diễn viên á em lay like, em em đóng một cái vai mà nó thực tế quá người ta cho em cho em ao tốt cái em nó ủa sao kỳ em đóng đứng thực tế mà hôm mà em vô phim vô ảnh là em phải diễn cho người ta coi em à đúng không ạ à? em phải diễn cho người ta coi chứ vô phim vô ảnh mà em thực tế là không ai coi đâu anh <laughs> em là phim nó không có thực đâu các anh chị để cho người ta, để cho anh chị xem phim á, thì anh chị phải phim người ta phải nó phải như vậy nó là phim mà nó không có thực tế được nó phải như vậy để cho anh chị thích coi thì người ta mới câu like câu view người ta mới hút người xem người ta mới có tiền cho anh chị không coi thì ta làm phim ai không có người coi sao có tiền sao lại giống nên anh chị phải hiểu được cái thực tế của vấn đề được không ạ Đó nên là đó là lý do mà tại sao những người chưa giàu của họ không thích người giàu các anh chị. Chính vì họ không thích người giàu nên là sao ạ? Cuộc sống của họ nó không có giàu có được luôn. Mà họ trở nên ganh ghét và đố kỵ nó từ bên trong á, từ cái niềm tin bên trong. Chứ họ cũng không có ý đó đâu các anh chị. Tại vì cái niềm tin họ bị cài nó không đúng thôi. Nên là chúng ta đừng có cho con của mình xem những cái câu chuyện đó các anh chị Rồi tư duy tiếp theo các anh chị thì người chưa giàu họ du di với những người tiêu cực thất bại nhiều giàu cách giao với những người tích cực và thành công thì chính vì như vậy nên là họ mới 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 thích chơi với những người chưa giàu có anh chị còn những người giàu có thì họ biết rằng là họ phải chơi với những người thành công thì họ mới trở nên thành công được tại vì anh chị chơi với ai anh chị sẽ thành người đó anh chị chơi với năm người mà thành công và giàu có thì họ mới dạy với các anh chị được anh chị ạ à. anh chị công nhận với em không cho em hỏi anh chị nè từ hồi nhỏ giờ có ai quản lý tiền như các anh chị không ạ anh chị gặp những người chưa giàu họ sẽ nói là, ui mấy cái đồng tiền đó không sao đâu không sao đâu cứ kệ đi Nó đi ăn đi uống này kia thôi mà họ không có cái tư duy là là phải chia chia tiền ra đâu các anh chị mà họ sẽ thường nói là không sao đâu để đó mình mình mình, mình, mình khao cho bạn đúng không ạ cũng được nhưng mà sao ạ nó là một cái việc là lâu mà việc quản lý tiền và những người giàu các anh chị anh chị đi thường là em hay chơi với những anh chị giàu có cứ đi ăn là sao làm phần ai nấy chia ra rủ đi ăn đâu ạ năm người thì xác định là trong năm người đó là cái view đó bao nhiêu là năm người đó chia đều ra bạn ăn nhiều không biết cứ chia ra vậy thôi và uh, đi ăn tối là không có đi ăn một mình ví dụ mình muốn rủ các bạn bè chịu phú đi không là mình rủ đi là tới cái view đó bao nhiêu là mình cứ tự động mình chia ra như vậy chia đều ra đó là cái cách quản lý tiền của họ ấy, anh chị ạ à. chứ không phải là là như thế nào đâu đó. đó thì đó là cái thói quen của họ luôn rồi nên chị phải hiểu cái thói quen của người giàu để mình đi chơi với họ mình hiểu được vấn đề này, anh chị mình hiểu được mình tự mình hiểu được thì người ta sẽ thích mình hơn rồi bao nhiêu sao chị hiểu được điều này yes uh, và khi mà mình chơi với những người giàu các anh chị họ sẽ có những cái bí kíp gì á họ sẽ chia sẻ với mình họ sẽ có những cái, cái, họ tại vì họ chỉ nói những cái thứ mà họ hay làm thôi họ chỉ nói những cái suy nghĩ trong đầu của họ thôi chứ họ đâu có nói những khác đâu thì vô tình họ nói ra hoặc là cái hành xử của họ hoặc là những cái cái suy nghĩ của họ mình học theo luôn Yes. và hầu như những cái bài học mà em ứng dụng hầu như là nó nó cũng đến từ những cái việc mà em tiếp xúc với những người giàu bằng cái việc là đi du lịch nè hoặc là cái việc mà mình uh, đi ăn với họ nè hoặc là qua những cái việc như là mình uh, được nói chuyện với họ nè chỉ có vậy thôi mà hả nó giúp cho em có cái sự thông não có những cái ý tưởng có những cái bài học đắt giá để mà mình có thể tạo ra được cái số tiền mà họ tạo ra thì anh chị cứ nghĩ đi ạ à. trong trong một ngày á, mình chỉ tiếp xúc với năm người tạo ra trăm triệu lợi nhuận hoặc là với năm người đó và liên tục trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì anh chị có được cơ chiến lược để tạo ra cái số tiền đó không ạ à? yes mình tiếp xúc với họ mình học với họ nha chứ không phải là mình tiếp xúc với họ nhưng mà mình không có biết gì về họ cả nha thì cỡ nào anh chị cũng sẽ có những cái bài học cho họ. tại vì sao họ sẽ thể hiện ra bằng họ thể hiện ra bằng cái 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 giọng nói của họ những cái hành động cái thái độ của họ là anh chị sẽ biết liền anh chị chỉ cần quan sát là anh chị biết liền luôn à. Yes. Và em hỏi các anh chị là anh chị chơi với năm người mà họ là là cờ bạc đi. Thì cái, cái, một cái ngày nào đó anh chị cũng phải đi đánh cờ đánh bạc với họ. Anh chị công nhận không? Kiểu gì một ngày nào đó anh chị cũng phải đi đánh bạc với họ. Và đánh một lần thì nó sẽ gì? Họ sẽ chỉ. Ừ mày phải đi nước này, mày đi nước kia này kia đó. Thì họ sẽ dạy cho anh chị. Dạy cho anh chị. Cái gì ạ? À? Dạy cho anh chị đánh đánh bạc thôi. Ở nên là hãy chơi với những người giàu có và nên tiếp xúc với những người thành công và giàu có thì anh chị rất là may mắn là khi anh chị tới đây là một cái môi trường ngày nào anh chị cũng có dâm để mà anh chị có cơ hội được tiếp xúc với người giàu kìa anh chị anh chị cứ nghe họ nói đúng không ạ anh chị nghe toàn là có ai mà nói với anh chị là đi coi bộ phim kia vui lắm rồi cái thằng ca sĩ kia là nó hay lắm có ai nói anh chị cái điều đó không ạ hay là họ tập trung hoàn toàn là những tư duy người giàu ạ họ chỉ tập trung hoàn toàn chia sẻ anh chị là tư duy người giàu và chúng ta có thể chúng ta đang bàn với nhau là bàn về người giàu hay là chúng ta bàn về về cái gì không ạ chúng ta có bàn gì về một cái kỹ năng gì đó rồi một cái gì đó khác không ạ hôm chúng ta chỉ bàn về những người giàu thôi và chúng ta chỉ bàn về những tư duy của họ chúng ta bàn về cái chiến lược của họ công việc kinh doanh của họ cái cách kiếm tiền của họ cách quản lý tiền của họ thì sao mà anh chị đang được học đó thì mỗi ngày trôi qua như vậy thì nó sẽ nhiễm cho con người các anh chị và nó trở thành bản năng của anh chị luôn yes bản năng bản năng của mình luôn bản năng là những cái thứ mà anh chị hành động mà mình không cần phải Uh, phải suy nghĩ mình không cần phải nghĩ nhiều mình vẫn có thể hành động như vậy đó, và em thường nhớ là em thường nhớ là em thường uh, đã tiếp xúc với rất là nhiều anh chị trong câu lạc bộ họ có thể tạo ra trên cái mức tiền là 100 triệu lợi nhuận và sau một thời gian em thường đã tạo ra 100 triệu lợi nhuận một cách dễ dàng nó thành bản năng của em luôn có nghĩa là giờ có đi đến đâu có sống chỗ nào thì em dù có thời thời thế nó có như thế nào thì em vẫn có thể tạo được cái dòng tiền đó trong cái giai đoạn mà mà em phát triển cái đó người ta gọi là cái nhiệt kế tài chính của mình nên chị ha đó nên là anh chị hãy lưu ý nha thì rồi bao nhiêu xem anh chị hiểu được cái bài bài học vừa nãy hả và có một cái điều anh chị nhớ rằng là những người thành công và giàu có đó một cái ý nữa ha là họ không có tự nhiên mà giỏi rồi các anh chị em thấy anh chị hay bị mắc phải cái lỗi này nè chính là những người thành công và giàu có họ không có tự nhiên mà giỏi nha anh chị có ai sinh ra mà mà mà, mà biết đi không ạ có ai sinh ra đã biết đi sẵn không ạ không chúng ta cũng phải học các anh chị chúng ta cũng phải học đi học đứng đúng không ạ chúng ta ai dạy cho chúng ta đi ạ chúng ta phải có cha có mẹ mình dạy cho chúng ta đúng không các anh chị cha mẹ của mình dạy cho mình tại vì mình nhìn thấy á tại vì anh chị nhìn thấy cha mẹ mình đi mình nhìn thấy ông bà mình đi cô chú mình đi ai cũng đi hết ai cũng đi ngon lành hết thế là sao ạ à? thì anh chị sao anh chị đi được không ạ à? anh chị thấy cô người những người xung quanh đi mình đi mình chạy nhảy lung tăng làm đủ thứ hết thì anh chị sao ạ à? anh chị đi dễ không ạ à? thế là mình có nghĩa là trong cái niềm tin của các anh chị là anh chị đi nó dễ dàng anh chị công nhận em không ạ à? có nào mình cũng đi được và mình đi cái việc mà đi là cái chuyện mà ai cũng phải đi được cái chuyện đi là ai cũng phải đi được anh chị công nhận em gì đó không vậy thì chúng ta sẽ suy si ngược ra nè Vậy thì bây giờ vấn đề về tiền đi Vấn đề và tạo ra mức lợi nhuận đi Cái mức lợi nhuận mà anh chị đang mong muốn đó, Anh chị chưa làm ra được đó, là đơn, Anh chị chưa có cái niềm tin mình làm được Là bởi vì trước giờ anh chị chưa thấy ai làm Anh chị công nhận mà Trước giờ mình chưa thấy nhiều người làm ra điều đó Nay là mình nghĩ nó ghê gớm Mình nghĩ nó kinh khủng Bao nhiêu sao anh chị công nhận gì đó với em ạ à? Mình nghĩ nó kinh khủng Mình nghĩ nó ghê gớm Bởi vì trước giờ mình chưa thấy ai làm nhưng mà bây giờ anh chị ha Ngày nào anh chị cũng thấy người nào cũng làm ra được cái số tiền đó Dù trẻ nè Lớn tuổi Trẻ nhỏ, sinh viên Sinh viên uh, Sinh năm 2000 cũng làm ra được cái mức lợi nhuận đó Rồi uh, Mẹ biếm sữa cũng làm ra được mức lợi nhuận đó Rồi một cái người mà gọi là cái Họ không có đẹp luôn nha Mấy cái chị mà gọi là không có đẹp luôn đó, Không có sang trọng luôn á Nhìn lúa lắm luôn á mà cũng tạo ra mức lợi nhuận đó rồi một cái người mà gọi là một một cái người lớn tuổi luôn cũng làm đó mức lợi nhuận đó. Thêm hỏi cái okay, anh chị gì tin anh chị làm được không? Anh chị nhau không ạ à? nó nó giống như cái việc rằng là lúc nhỏ mình ngồi mình ngước thấy cha mẹ mình đi vậy đó thì mình tin là mình làm được và mình học cái chiến lược từ cái người những cái người như vậy họ đã làm cái gì, họ có cái chiến lược gì, có cái suy nghĩ gì, có cái bài học gì thì mình chỉ cần học cái công thức, mình nắm được cái công thức kết hợp với cái niềm tin mình có được cái niềm tin bên trong đó mà là mình làm được và kết hợp với cái công thức có sẵn cái công thức có sẵn của họ mình ráp vô hai cái mình phối hợp hai cái lại là mình sẽ tạo ra được cái kết quả các anh chị nha anh chị hiểu vấn đề không ạ đó nên là Tony Robbins đã mới có một cái câu hỏi này chỉ cần đơn giản thôi một người một cái câu nói nha rất là nổi tiếng của một vị tỷ phú hàng đầu thế giới và vị tỷ phú này hàng năm ông đã nuôi hàng chục triệu hàng hàng triệu hàng triệu con người các anh chị nuôi sống luôn và cái ước mơ ông là trở thành tỷ phú để mà nuôi sống được người khác nuôi sống được những cái người mà họ không có cái khả năng kiếm tiền đó và, và ông có cái mỗi cái buổi chia sẻ của ông đó, các anh chị mỗi cái buổi zoom mỗi cái buổi chia sẻ đứng sân khấu qua máy là lên hàng chục nghìn con người yeah, hàng chục nghìn con người mười mấy nghìn người và ông phải đi trực thăng tới để mà mà xuống để mà chia sẻ Yes, thì anh chị phải hiểu rằng là ông có một cái câu nói đó chính là Nói chung bây giờ anh chị học ở đây cũng vậy mà anh chị bay qua anh chị học ông thầy đó thì ông cũng nói anh chị có một câu thôi. Đó chính là bạn mong muốn cái điều gì á, bạn tìm cái người mà đã có được cái điều mà bạn muốn. Họ đã làm được cái điều bạn muốn là bạn học từ họ. Xong. Và ông kể một câu chuyện nha anh chị, ông chia, chia sẻ một câu chuyện thôi ạ. À. Đó chính là cái câu chuyện rằng là ông muốn học một cái nghề đó chính là cái nghề follow cái cái nghề mà gọi là cái nghề của cái 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 gọi là cái cuộc chơi cuộc chơi là đua ngựa đấu kiếm nó thì nó có tên là polo polo gì đó. thì anh chị anh không ạ à, ông không có biết cái môn đó là cái gì đó. ông không biết cái môn hiện bây giờ ông muốn học cái môn đó anh chị biết ông làm gì không ạ à? ông đi tìm cái người mà giỏi nhất giỏi nhất của cái bộ môn đó là ai và ông đã liên hệ trực tiếp với người đó liên hệ ba lần người đó không nhận thông qua cái cô thư ký thì cái lần thứ bốn ông mới đàm phán rằng là à, bây giờ cho tôi gặp cái người cái người cái người cái người chủ của cô đi cái anh đó đi uhm, thì tôi sẽ tôi sẽ giúp cho anh ấy đạt được điều anh ấy muốn và cái việc anh ấy chỉ cần chỉ cho tôi học chơi bô đô là được uh, yes đàm phán bây giờ sẽ chỉ học kỹ năng đàm phán là anh chị học cái chương trình doanh nhân tạo và hóa vàng là anh chị được học kỹ năng đàm phán đàm phán đỉnh cao luôn thì đó là đàm phán đúng không ạ thì sau khi mà tony nói điều đó thì cái ông đó ông mới alo lại cho tony và ông nói rằng là anh ơi tôi cần tôi đang cần phải giải quyết cái vấn đề này của tôi nếu anh giúp tôi, tôi tôi, sẽ dạy cho anh học polo trong một sáu tháng yes được không ạ và sau sau khi tôi đã giúp đã giải quyết được cái vấn đề trong đó thì ông đã dạy cho cho Tony học trong vòng 6 tháng và đã trở thành cái người chơi được cái bộ môn đấy và chơi rất là xuất sắc luôn. Nhưng mà em hỏi các anh chị nè. 6 tháng sau 6 tháng sau thì Tony mới học lại cái môn đó một lần nữa. Anh chị nhớ không? Và 6 tháng sau nữa lại alo học lại một lần nữa. Là để làm gì anh chị biết không ạ? À? Để làm gì các anh chị ơi? Để làm gì ạ? À? Để ôn luyện ha. Ôn luyện văn ông võ luyện vậy thì công thức để giúp cho anh chị đạt được cái điều mình mong muốn anh chị đã nắm chưa hả? đầu tiên là mình xác định rõ điều mình muốn là gì thứ hai mình tìm cái người để dạy cho mình không có người dạy thì không không có thầy thì không có nên người đâu các anh chị đúng không ạ mình đã nghe cái câu đó rồi không có thầy không mà đặc biệt là cái cái con đường làm giàu xây dựng doanh nghiệp triệu đô thì chúng ta nên có thầy nó tốt hơn là chúng ta tự bỏ các anh chị thì đó nên là anh chị hãy tìm cho cái người mà họ đã làm được cái thứ mà mình muốn làm thì cái việc mà em theo đi nhanh đó là đỡ, bởi vì em theo đi đúng cái công thức đó em theo đã tìm được cái người thầy mà đã làm được cái điều mà em theo muốn đó anh chị cái lúc mà trước khi vô câu lạc bộ anh chị biết em khao khát gì em khao khát làm ra được cái mức lợi nhuận là 100 triệu Tại vì em nghĩ rằng là nếu như em làm 100 triệu lợi nhuận Em sẽ trích được 10 triệu cho cha mẹ mình Còn 90 triệu là mình có thể chi tiêu được trong cuộc sống của mình nè Rồi mình còn có thể tiết kiệm và đầu tư được nè Đó ngon chưa Thì mình phải làm ra được lợi nhuận đó Cái lợi nhuận đó là mình phải làm được Cái tự nhiên mình khao khát mình muốn, mình muốn được làm được cái số tiền đó Tức mình muốn mình có cái năng lực Mình tạo được cái số tiền lợi nhuận đó nha anh chị Thế là em mới gặp được câu lạc bộ Gặp đúng người khi ra vô câu lạc bộ học anh chị biết không Lấy ăn mừng thành công Ai cũng tiền lên ăn mừng thành công rồi thấy người ta comment nó ai cũng mấy chục triệu mấy chục triệu rồi lên ăn mừng ai cũng chia sẻ là lợi nhuận trăm triệu rồi hay quá thì em thấy khoái quá anh chị em thấy thích quá nghe xong mới lại em nói rằng là mình phải học được mình phải được như người ta mình phải mình phải làm được như người ta các chị hay là em học bí kíp em học bí kíp xong rồi anh chị biết mà em cũng rất là may mắn là chủ tịch trịnh huy đã cho em một cái cơ hội đó chính là khi mà em học rất là chăm Em học những cái chương trình của chúng ta chia sẻ em học rất là giỏi và em học rất là chăm. Và cái thái độ của em là rất là tích cực, cái thái độ của em rất là chăm chỉ, cái thái độ của em rất là gọi là sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi. Và anh chị biết không ạ, kể cả chủ tịch Trịnh Huy và chủ tịch Nguyễn Diễm là hai người thầy của em. Họ đã dìu dắt cho em và em sau khi mà em theo học xong em theo mới, em theo học xong hết tất cả rồi em theo mới nói là bây giờ em thật sự là muốn có một cái cơ hội để giúp cho em có thể trở nên Thành công và được giàu có như các anh chị Thì anh chị hãy cho em một cái cơ hội Có thể chỉ cho em một cái cơ hội Để mà em có thể xây dựng được cho mình Một cái công việc kinh doanh Để mà có thể tạo được cái dòng tiền Đó Thì sau khi mà mình học xong rồi Họ thấy cái thái độ mình tốt Họ mới chia sẻ Em mới hỏi Và họ đã chia sẻ cho em một cái cơ hội Để mà kinh doanh cùng các anh chị Để mà mình có thể đồng hành Đi cùng cái chiến lược của họ Và cái người thầy của em mới nói là Bây giờ À, thầy mới có một uh, Tôi có một cái chiến lược Tôi có một cái tầm nhìn Đó chính là tôi muốn giúp cho tất cả mọi người Cho nên thành công và giàu có Bạn có đi cùng tôi được không? Yes nói, Ô em rất thích lắm Vậy thì uh, Cái việc đầu tiên bạn có thể làm Đó chính là bạn hãy uh, Bạn có thể giúp được cho bao nhiêu người Sẽ thay đổi được cái cuộc sống của họ đây Khi em nói là Em muốn 50 người Em muốn 50 anh chị Em muốn 50 anh chị. chị Em muốn giúp được cho 50 anh chị thay đổi Bởi vì em rất là thích Được giúp người khác thành công ngay anh chị thế là như thì bạn hãy làm gì đó đi. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái chiến lược nếu như bạn làm được điều đó. Wow. Thế là thử thách. Cái em theo về nhà em theo em đã uh, bất trước, em bất trước theo đó mà em làm. Em uh, em đã đi tìm rất là nhiều anh chị ở trên trên mạng để mà em nhắn tin em nói là chị ơi, uh, chị có thật sự là muốn thay đổi cuộc sống của mình. Em sẽ chỉ cho chị một vài cái bí kíp quản lý tiền thôi là chị đã quản lý được rồi. Và em có một cái môi trường học tập một cái câu lạc bộ có thể giúp cho chị học tập được rất là 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 thay đổi được cuộc sống của chị chị có sẵn sàng học cùng với em không chị học với em đem, em cùng với chị thay đổi và thành công thì em theo đã giúp được cho và một cái sự thay đổi đó em đã giúp được cho hơn 50 anh chị trời ơi em mới đạt được mục tiêu của mình và người thầy của mình nói cho em cái cơ hội được đồng hành nữa các anh chị ạ và được đồng hành với những người giàu thì anh chị phải biết rằng là mình có cơ hội đồng hành với họ là mình sẽ trở nên thành công và giàu có để vì cái chiến lược của họ nó, nó, lúc nào nó cũng là cái chiến lược để giúp cho họ thành công mà thì đường nào nó cũng sẽ giúp được mình các anh chị ạ. Thì đó là cách mà em theo đi nhanh nhất. Và nên là cái cách của em như thế nào thì em chia sẻ lại cho các anh chị như vậy. Nếu như anh chị đây mình muốn mình có thể học và mình tự mày mò mình tự đi cũng được, nó không sao cả. Nó tùy theo các anh chị ha. Và nếu như anh chị mà thật sự mà mình có một cái khao khát mình mong muốn và mình có thể mà đồng hành cùng với câu lạc bộ cùng với em theo để cùng nhau mình thực hiện cái 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 sứ mệnh là giúp cho thật là nhiều người cho nên giàu có và mình trong đó có mình đúng không các anh chị giúp là thật nhiều người cho này thành công và giàu có và trong đó có mình các anh chị thì anh chị có thể đồng hành cùng với em theo ha có thể đồng hành cùng với em theo trong chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời và doanh nhân chậm tay hóa vàng các anh chị nhé đó, đó là hai cái chương trình dành cho các anh chị đó, không biết anh chị nào ở đây mình có có mặt ở đó chưa nếu mình có rồi thì mình tiếp tục đồng hành với em nên anh chị mà chưa thì hãy cho mình cái cơ hội nha có thể anh chị có thể liên hệ với những người à, trưởng nhóm của mình để mà mình hỏi xem thử cái điều kiện là như thế nào đó để mà mình có sự chuẩn bị các anh chị được không ạ à? mình phải biết rõ cái thứ mình muốn sau đó mình chuẩn bị mình bước tới cái điều đó là xong ngày hôm nay mình bước một bước làm sao bước một bước đã tới được không ạ à? rồi cảm ơn các anh chị đồng hành với em theo trong buổi sáng ngày hôm nay và bây giờ em theo phải xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào 9 giờ sáng ngày hôm sau nha và tối ngày hôm nay là thứ hai thành ra là trưa nay vào lúc 12 giờ các anh chị sẽ có những cái chương trình hỗ trợ câu lạc bộ và tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ các anh chị nhé cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với em theo ạ à. còn anh chị muốn gặp theo thì 9 giờ sáng lại lúc nào gặp theo hết cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin chào em lại các anh chị nha Rồi em theo sẽ bảo bích chào nhau nha tôi là người thành công tôi là người giàu có tôi là người khỏe mạnh tôi là người hạnh phúc tôi là người khỏe mạnh tôi là người khỏe mạnh